chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Alo. À, dạ xin chào tất cả mọi người. Em nghĩ là vừa nãy thì em đã ngồi ở phía kia và cảm nhận là cái loa nó sẽ nghe nó sẽ hơi bị chói khi mà mọi người ngồi phía đấy. Hôm nay mọi người có thể ngồi sát lại gần đây với em để có thể nghe rõ hơn và đỡ bị chói tai được không ạ? Có ai muốn gần lại đây không ạ? Dạ. Dạ vâng. Để cho gọi là chúng ta là vui vẻ hơn. Thật ra thì đã có một lần mà em bị xưng là con đi nhở? Hay là xưng là em ta? Thật sự là đã bị lỡ hẹn một lần với sư thầy. Vì đợt đó đã nhận lời về với chùa. Nhưng mà vì Hòa Minzy bận cho nên thử lỗi với thầy để nói rằng là nếu có một dịp gần nhất mà thầy mời con thì chắc chắn là con sẽ về để hát lòng thành của mình bằng lời ca tiếng hát đến ơn trên. Ngày hôm nay thì Hòa Minzy sẽ dành tặng cho tất cả mọi người những bài hát đủ thể loại âm nhạc luôn. Và không biết là nếu mọi người có muốn nghe bài gì thì mọi người bảo với Hòa nha. Hòa sẽ hát để dành tặng cho mọi người như một đêm ca nhạc yêu cầu đúng không ạ? Có ai muốn nghe bài gì không ạ? Ôi dồi ôi. Dạ. Alo. Alo ạ. Biết sao không? Người ta vô chùa là sẽ hát những ca khúc mà để kiểu như là cầu được ước thấy, mà đi vào chùa mà lại hát là rời bỏ. Người ta mới có người yêu xong mà hát rời bỏ luôn thì có mà về là chia tay luôn à? Thôi thì trước khi để hát những bài hát nhạc trẻ để phục vụ cho các bạn trẻ thì sẽ hát để tặng cho các cô chú anh chị nơi đây trước bài hát với tựa đề Tàu Anh Qua Núi. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ. Chắc là sẽ phải giới thiệu trước là bởi vì Hòa Minzy ngày hôm nay thì không có mang nhạc đến cho nên mời một anh guitarist đến, nhưng mà dây cắm đàn của anh ý có vấn đề trục trặc cho nên hiện giờ đang cần phải cầm mic để bật tiếng đàn cho anh ý. À vâng, anh âm thanh đã có dây. Thôi chúng ta giao lưu xíu đi. Qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Thôi mình hát câu đấy để gọi là mở đầu chương trình đi nhỉ. Hai ba bốn. Ai đi? Ai đi? Ai qua hay ai đi nhỉ? Ai qua? Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang, ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là Sa Đéc hay là yeah 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 yeah. Rồi, cảm ơn mọi người. Gọi là đấy là một cái phần mở đầu để chúng ta sẽ vui hơn và gần gũi với nhau hơn. Được chưa anh? Rồi, sau đây sẽ là bài hát với tựa đề Tàu Anh Qua Núi. Xin mời tất cả bà con cùng lắng nghe ạ. Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em bờ cát đưa
chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắt đầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mấy gió em không nổi là yêu nhau, mấy nỗi em không treo tiền đắng ai. Vừa nãy là cũng khá là băn khoăn ạ, không biết là sẽ hát bài gì khi mà đứng trên sân khấu ngày hôm nay thì sẽ biểu diễn bài gì, cho nên là cũng muốn tập vài bài ạ. Nhưng mà vừa nãy thì nhìn thấy anh Tân hát nhạc trẻ và thấy mọi người cũng cổ vũ rất là nhiệt tình, thì không biết là hát nhạc trẻ mà lại yêu đương ở trong chùa thì không biết mọi người có đồng ý không ạ? Tại vì mọi người cũng phải thông cảm là bởi vì bản thân Hòa Minzy là ca sĩ trẻ, cho nên là dòng nhạc mà đang theo đuổi thì cũng là những ca khúc thuộc dành cho các bạn trẻ thôi. Yêu đương, chia tay, bỏ rồi lại chia tay, rồi lại yêu nhau rồi lại chia tay, chỉ có thế thôi. Cho nên là không biết ngày hôm nay hát thì không biết là có mạo phạm gì không, nhưng mà mong rằng là mọi người sẽ yêu thích, bởi vì đó cũng là những cái sản phẩm, những cái thành quả mà các nghệ sĩ đã cố gắng có thể gây dựng nên. Thật sự là Hòa Minzy và guitar thì mới tập thôi ạ, mới tập xong em cũng chưa thuộc lời luôn, cho nên em để ở đây cho nên lúc nào mà quên lời thì em nhìn vào. Mong là quý vị anh chị bỏ qua, mới tập bài hát này luôn. Lặng nhìn chiều thu, lòng nhớ thương gió lạnh lòng mang nỗi nhớ, mẹ ra chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, ngày xưa con bé ngây thơ bao mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày đầy lo âu sầu nhau.
con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ đẫm tuôn trào. Giờ đâu bao dấu yêu xưa, giờ đây con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con về. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.